Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ qua bức tranh panorama. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà. Cá mòi, đặc sản trời cho trên sông Hồng. Tăng cường rà soát địa bàn phát hiện nhập cảnh trái phép. Kính thưa quý vị và các bạn, bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn thiện phục vụ du khách vào đúng dịp kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2021. Đây là một trong những tác phẩm lớn nhất thế giới vẽ về đề tài chiến tranh. Bức tranh không chỉ mang giá trị về lịch sử là thông điệp về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết, đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta, mà còn là điểm nhấn mới cho du lịch lịch sử Điện Biên. Bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ được chính thức vẽ nét đầu tiên vào tháng 11 năm 2019. Một sự hoành tráng khiến cho bất kỳ ai là người Việt Nam khi đứng trước bức tranh này đều không khỏi choáng ngợp tự hào, đặc biệt với những chiến sĩ Điện Biên. Càng thêm phần cảm xúc bồi hồi khi đứng trước bức tranh. Cảm xúc như mình mới dự chiến dịch để năm nào gần đây, chứ không phải là cách đây hơn 60 năm. Mà thấy là cái toàn bộ cánh, tức là cái bức tranh của chiến dịch Điện Phủ này, thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy. Chúng tôi thấy là ta ôn lại một cái lịch sử mà cách đây 67 năm qua, thì chúng tôi lại càng tự hào là anh em, các đồng chí đã hy sinh xương máu mà giành giật lại cái đất nước này, giành nhận lại cái mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ này là rất là hào hùng. Bức tranh được vẽ lên tường bằng chất liệu sơn dầu bố cục hình tròn dài 132m, cao 20,5m, đường kính 42m, tổng diện tích là 3.225m2. Bức tranh có sự tham gia của gần 100 họa sĩ tái hiện hơn 4.500 nhân vật, kết hợp với phần sắp đặt nghệ thuật hiện vật và tạo hình, gây ấn tượng mạnh mẽ tới người xem. Bức tranh chiến dịch Điện Phủ này là bức tranh hoành tráng cỡ lớn panorama mà ở Việt Nam mình từ xưa đến nay chưa bao giờ thực hiện. Với thế giới cũng không là có nhiều. Đây là đòi hỏi cả một thách thức, cả một khó khăn. Nhưng vì chúng tôi đã xây dựng một tập thể, tất cả các anh em, từ những người viết nội dung khoa học, lịch sử, những họa sĩ, những nhà điêu khắc, những nghệ nhân, cùng nhau ngày đêm miệt mài làm nên đó tạo. Bức tranh được chia làm 4 trường đoạn lịch sử phân tách theo chủ đề rõ ràng, gồm toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và chiến thắng, mô tả khắc họa rõ nét 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt của quân và dân ta để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đây là một cái loại hình nghệ thuật mới. Nó là một cái tác phẩm mà lần đầu tiên được thực hiện ở Đông Nam Á, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Đông Nam Á. Chính vì thế cho nên là trong những cái ngày tháng mà bức tranh được thực hiện tại Điện Biên thì cũng đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều, không chỉ đối với đồng bào địa phương mà cả các cái công ty lữ hành rồi các cái khách du lịch khi đến tham quan bảo tàng. Việc bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ, tác phẩm mang tầm cỡ thế giới này mở cửa phục vụ du khách tham quan kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho khu du lịch lịch sử Điện Biên. Bên cạnh đó, bức tranh cũng là nguồn tư liệu quý giá góp phần bảo tồn giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, thành phố khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các quận huyện phải ra soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Kể từ 12 giờ ngày 6 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích danh thắng, bao gồm cả Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K tại các quảng trường, công viên, vườn hoa trên địa bàn tỉnh.
Các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, không đón khách tham quan, thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng nội bộ, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1 đến 2 mét theo quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác. Trước đó, ngày 3 tháng 5, Quảng Ninh đã thực hiện biện pháp cách ly tạm thời toàn bộ hành khách của tàu Ambassador Cruise, một tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, do trên tàu có một nhân viên bộ phận bếp là F1 của ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hà Nam. Mặc dù nhân viên bộ phận bếp và toàn bộ nhân viên phục vụ tàu đã có xét nghiệm lần 1 âm tính, song 162 hành khách và 60 nhân viên phục vụ trên tàu này vẫn được theo dõi, cách ly theo quy định. Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, chiều ngày 5 tháng 5, Quảng Ninh đã phong tỏa một số nơi liên quan đến ca bệnh mắc COVID-19 là người Quảng Ninh đang điều trị tại bệnh viện này. Xác định được 2 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội-Yên Bái và Hà Nội-Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những hành khách đã mua vé đi tuyến này với các mã tàu là IB3, IB4, HP1 và LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ được trả vé mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào. Trước đó, ngày 3 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 5, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, đều là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Kim Trung, Đông Anh. Cụ thể, 4 trường hợp bao gồm một phụ nữ 44 tuổi ở Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội là con gái đi chăm mẹ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 3 trường hợp còn lại ở Sóc Sơn, trong đó có 2 trường hợp là F1 của nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở Vĩnh Phúc, 1 trường hợp là nữ 61 tuổi đi chăm con gái ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sở Y tế đề nghị tất cả những người đã từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân, thăm bệnh nhân từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến nay cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch 0969 082 115, 0949 396 115. Trước tình hình phát sinh nhiều ca bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã điều động hơn 20 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng của Tiểu đoàn Phòng hóa Bộ Tham mưu và lực lượng Đội Y học Dự phòng Quân khu để phun thuốc khử khuẩn tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Quân khu 2 cũng hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị thật tốt các cơ sở cách ly y tế tập trung. Các xe chuyên dụng thực hiện phun khử khuẩn ở thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên với tổng diện tích được phun khử khuẩn lên đến 30 ha, trọng tâm vào những nơi phát hiện có người dương tính với COVID-19 và các vị trí có nguy cơ cao như quán bar, karaoke, Sunny, cơ sở massage Hoa Sen, các khu vực, khu dân cư, bệnh viện đa khoa thành phố Phúc Yên, công ty cổ phần Vinatop, xã Xuân Lôi, xã Xuân Phong cùng một số vị trí trọng yếu khác. Đối với địa bàn quân khu 2, các khu vực mà khi có dịch thì lực lượng hóa học sẽ sẵn sàng cơ động đến các địa bàn trọng điểm khi có dịch để thực hiện cái nhiệm vụ phun khử khuẩn để bảo đảm trên địa bàn quân khu được an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, số lượng ca F1, F2 khá đông, nguy cơ lây nhiễm cao, khu vực cần cách ly tương đối nhiều, theo ước tính cần khoảng 500 giường bệnh. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị quân khu 2, chỉ đạo trường quân sự quân khu 2 và trường cao đẳng nghề làm công tác chuẩn bị, bàn giao cơ sở vật chất cho tỉnh Vĩnh Phúc, sẵn sàng đón nhận công dân cách ly trong địa bàn tỉnh và khu vực Hà Nội khi cần thiết. Lực lượng quân sự đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ, các đồng chí đã chủ động triển khai nhiệm vụ cũng như là chỉ đạo vận hành rất tốt các cái khu cách ly, và đến thời điểm hiện tại chúng ta đang đứng đây thì cũng là một cái địa điểm trường chuyên cũ của Vĩnh Phúc và mới được thiết lập cách đây khoảng 4 tiếng, và cái lực lượng của quân đội trong vòng khoảng 6 tiếng này đã cơ bản là hoàn thành được những khu cách ly, để sau một buổi chiều nữa thì chiều nay thì chúng ta sẽ có thể có đưa vào hoạt động một cách đảm bảo được các cái yêu cầu đề ra.
Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương của Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh đều đã được lực lượng chức năng phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly y tế tập trung cũng đã sẵn sàng hoạt động. Quân khu 2 cũng đã hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc về nhân sự tại các khu vực cách ly y tế, khu dân cư, khu công nghiệp, tại các chốt kiểm soát. Đêm 5 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do trên địa bàn tỉnh có 7 trường hợp trở về sau khi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, Hà Nội từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Bước đầu đã xác định được 7 trường hợp là các bệnh nhân vừa điều trị trở về địa bàn trong các ngày cuối tháng 4. 7 trường hợp này được xác định cư trú tại huyện Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên và Mường Ảng. Các trường hợp trên đã được khẩn trương đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp là người nhà bệnh nhân, các trường hợp đã tiếp xúc gần khi các bệnh nhân về địa phương đang được khẩn trương xác minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành kích hoạt lại các chốt chặn, đặc biệt là chốt chặn tại chân đèo Pha Đin, quốc lộ 6. Khẩn trương tiến hành kiểm soát các hàng quán vỉa hè trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực thành phố. Yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết. Vận động những người có liên quan đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khẩn trương tiến hành khai báo. Ngành y tế khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để ứng phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tại phiên họp thường kỳ sáng ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế có phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 15 tháng 5 tới, toàn bộ số vaccine sẽ được tiêm, đảm bảo an toàn, không để vaccine quá hạn, công khai việc tiêm vaccine trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân giám sát, đồng thời xây dựng đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và huy động nguồn lực để thực hiện. Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lại lịch tổ chức thi đánh giá năng lực. Cụ thể, đợt thi đầu tiên sẽ được lùi về cuối tháng 5 thay vì đầu tháng 5 như lịch ban đầu. Đợt thi thứ hai sẽ được lùi về đầu tháng 6 thay vì giữa tháng 5 như trước. Các đợt thi tiếp theo sẽ được lùi xuống từ 2 đến 3 tuần so với lịch đã công bố ban đầu. Riêng đợt thi tháng 7 thì trước mắt sẽ không thay đổi được hoặc đẩy sớm lên một tuần so với kế hoạch. Đại học Quốc gia cho biết lịch có thể sẽ còn được thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh. Trường sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức. Hiện nhiều phụ huynh đang rất băn khoăn lo lắng khi kỳ thi học kỳ 2 đã đến rất gần nhưng học sinh lại phải nghỉ học để tránh dịch. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết theo thông tư số 09 về dạy và học trực tuyến đã được ban hành thì nếu trong trường hợp học sinh không thể tới trường vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng nhà trường có thể quyết định tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Khi đó, đề thi sẽ phải thiết kế phù hợp để đánh giá đúng năng lực của học sinh, có biện pháp theo dõi quá trình làm bài của các em nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng, trung thực và khách quan. Trước đó, trong bối cảnh nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tránh dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ không lùi thời gian kết thúc năm học mà sẽ kết thúc theo đúng kế hoạch, tức là trước ngày 31 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch, khi mưa xuân tươi ẩm mặt sông, hoa gạo nở đỏ, những đàn cá mòi lại bơi ngược từ hạ lưu sông Hồng về vùng Hưng Yên, Hà Nội. Đó cũng là lúc các làng chài ven sông Hồng rộn ràng thả lưới đánh bắt đặc sản trời cho này. Cá mòi thường xuất hiện trên sông Hồng vào độ tháng 2 tháng 3 âm lịch. Những người dân làm nghề chài lưới ven sông Hồng cho biết, cá mòi thường sống ngoài biển, đến mùa xuân, cá mòi mới ngược dòng để sinh sôi nảy nở. Vào mùa này, những người dân làm nghề chài lưới ven sông lại đánh bắt cá mòi. Tôi thì ngày thì cứ bình quân tuổi yếu rồi, chỉ có ngày 6-7 cân trong buổi. Thôi thì nó yếu rồi thì mình đi làm này để tăng cuộc sống cho gia đình lên một tí. Thường thường làm ấy là nó cứ từ tháng riêng mà cho đến rằm tháng riêng cho đến hết tháng 4, tháng 5. Là cứ sáng bọn tôi là đi làm một ngày thôi, còn đêm mà bọn tôi nghỉ là mỗi một ngày là cứ được 5-60 cân, 60-70 cân, nếu như cứ ngày chặt nó rộn như nọ là có ngày hàng tạ. Cá mòi trước đây chỉ được coi là loại cá tạp, giá trị thấp, nhưng giờ đây nhiều người đã biết đến hương vị của cá mòi nên giá bán cũng cao hơn. Một cân cá mòi khi lên bờ được bán với giá từ 20 đến 30 nghìn đồng.
có bao nhiêu, thương lái đến tận nơi thu mua bấy nhiêu, nên thu nhập của người dân trải lưới cũng khá hơn. Vâng, thì cứ đến mùa cá mòi bắt đầu từ đầu tháng riêng là cho đến hết tháng 3, sang đầu tháng 4 âm lịch là nó là mùa của một con cá mòi. Thế mà nó là một loại đặc sản của quê hương Hưng Yên. Đấy. Để bà con ở xa gần về là rất là hay vào mùa này là mua để đi làm quà. Là lộc trời cho vào mùa xuân nên người dân làng chài ai cũng thấy phấn khởi và bảo nhau không đánh bắt bằng điện để tận diệt cá mòi. Ở mỗi bến sông, việc đánh bắt được các dân chài chia lượt. Cứ thuyền này về bến lên cá thì thuyền khác mới được buông lưới. Họ muốn giữ gìn cá mòi cho những người còn xa quê đến ngày xuân lại mong ngóng tìm về để được thưởng thức hương vị đặc trưng loài cá đặc biệt của sông Hồng. Thời gian qua, dư luận phản ánh tình trạng các công ty chứng khoán huy động vốn vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước dưới các hình thức hợp tác đầu tư tiết kiệm tiền gửi. Bộ Tài chính yêu cầu công ty chứng khoán MB dừng dịch vụ hợp tác kinh doanh đầu tư mới và công ty chứng khoán VN Direct phải giải trình. Thông tư số 121 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán nêu rõ, trừ trường hợp quy định hoạt động cho vay margin, công ty chứng khoán không được cho vay tiền chứng khoán dưới mọi hình thức. Việc công ty chứng khoán tự huy động tiền gửi của cá nhân ẩn chứa nhiều rủi ro cho cả nhà đầu tư và an toàn của hệ thống tài chính. Ngày 6 tháng 5, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe container vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc để có biện pháp xử lý theo quy định. Hình ảnh từ camera giám sát hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, vào thời điểm 18 giờ ngày 5 tháng 5, khi đang đổ đèo Bảo Lộc, vừa qua hết khúc cua tay áo tại miếu Ba Cô, tài xế điều khiển xe container, đầu xe màu cam và thùng xe màu trắng đã đạp ga vượt 4 xe ô tô, 2 xe tải và 2 xe con đang lưu thông cùng chiều phía trước. Rất may, các tài xế điều khiển phương tiện đối diện đã kịp thời dừng xe, tránh được vụ tai nạn giao thông. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madaway đang truy tìm người điều khiển và chủ phương tiện nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì tại nhiều nơi đã liên tiếp phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Vậy đâu là nguyên nhân, là lỗ hổng trong quản lý vấn đề này? Chung cư Florence tại 28 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây trước đó đã phát hiện 46 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện địa điểm này có nhiều căn hộ cho thuê dưới dạng phòng nghỉ nhưng không đăng ký kinh doanh. Không vào những cái cơ sở được đăng ký với nhà nước như là khách sạn, nhà nghỉ mà họ có những cái thủ đoạn như là móc nối, kết nối với những hộ có nhà cho thuê, rồi là cho người nước ngoài thuê, không được đăng ký kinh doanh. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng công an đã tăng cường công tác rà soát địa bàn, nắm và quản lý nhân hộ khẩu, đặc biệt là quản lý chặt các cơ sở lưu trú. Tất cả những cơ sở này đều phải đăng ký khai báo tạm trú online cho người nước ngoài trên hệ thống của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Và tất cả những trường hợp không có hộ chiếu sẽ bị xử lý. Và nếu trong trường hợp mà hộ chiếu không có hộ chiếu thì chúng tôi không check in, hoặc là những hộ chiếu mà không thời visa không còn thời hạn thì chúng tôi cũng không check in. Và những trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ báo trực tiếp cho công an phường để họ xử lý. Chúng tôi đã cho rà soát và thăm tất cả cơ sở các cam kết. Còn đối với các căn hộ dịch vụ mà hiện nay là đang cho thuê ở các tòa chung cư, mà nhất là những khu mà ví dụ như là khu chung cư Vinhome Vinbay hoặc là khu Westpoint hoặc là khu chung cư Golden Place thì ước tính cái lượng căn hộ là phải rơi vào khoảng trên 2.000 căn. Đây là một cái mà rất là khó khăn trong các quản lý. Công an phường vừa rồi cũng đã đi rà soát gần như là toàn bộ các cơ sở này. Việc tăng cường rà soát địa bàn đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp cư trú bất hợp pháp và nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, các đối tượng nhập cảnh trái phép thường lén lút và dùng nhiều thủ đoạn để qua mắt các cơ quan chức năng. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp quản lý cư trú là hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những lỗ hổng trong cư trú và chủ động các biện pháp quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.